sáng ngày 14 tháng 9, Honda Việt Nam đã chính thức khởi công xây dựng trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tới dự lễ khởi công có sự tham gia của bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Thiếu tướng Trần Xuân Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện các cơ quan chính phủ tỉnh Vĩnh Phúc và ông Minoru Kato, Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam. Dự án trung tâm lái xe an toàn của Honda tại Việt Nam được xây dựng mới tại trụ sở công ty tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trên diện tích rộng hơn 30.000 m2, trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới của Honda được thiết kế hiện đại, đầy đủ với các khu vực chức năng phục vụ đào tạo kỹ năng cơ bản theo tiêu chuẩn Việt Nam và các khu vực đào tạo kỹ năng nâng cao cho xe mô tô và ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế. Các trang thiết bị đào tạo được nhập khẩu hiện đại, đội ngũ hướng dẫn viên được tập huấn đào tạo tại các trung tâm đào tạo lái xe an toàn ở Suzuka, Hamanako, tiên tiến nhất của Honda tại Nhật Bản và trung tâm đào tạo lái xe an toàn Bukit Batok tại Singapore, đảm bảo khả năng đào tạo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Sau khi đưa vào hoạt động sẽ giúp tạo ra chuẩn mực mới, cải thiện chất lượng hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho xe máy và ô tô ở Việt Nam. Từ đó, nỗ lực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng xã hội giao thông văn minh an toàn. Dự kiến, trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2017 và cung cấp các khóa học đào tạo cho khoảng 12.000 người mỗi năm. Với sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông, đặc biệt là sự di chuyển từ xe máy sang ô tô tại Việt Nam những năm gần đây, đã khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp và kéo theo sự gia tăng của tai nạn giao thông, nhất là các thành phố lớn. Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cả xe máy và ô tô, Honda Việt Nam đã luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn. Vì thế, chúng tôi nhận thấy việc đào tạo một đội ngũ những người lái xe ô tô có ý thức tốt và kỹ năng điều khiển phương tiện tốt để tham gia giao thông an toàn là một trong những yếu tố quan trọng để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Đó là cơ sở để Honda Việt Nam quyết định đầu tư trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới.